cách trung tâm thành phố giáp biên Lào Cai chừng 45 km, cung đường bát sát bản vược bản xèo đưa chúng ta đến với Mường Hung. Mường Hung là một xã vùng cao nằm trong lòng chảo, được bao bọc bởi những dãy núi, những thửa ruộng bậc thang hùng vĩ của huyện Bát Sát. Thời gian gần đây có rất nhiều hoạt động lễ hội nhằm quảng bá, thúc đẩy kinh tế, văn hóa du lịch tại địa phương. Ví dụ như chèo sắt, thuyền trên núi, camping, dù lượn. Và trước mặt quý vị và các bạn là những chiếc dù chạy bằng động cơ đang đáp vào bãi đáp thuộc xã Sàng Ma Sáo. Tuy Mường Hung có vị trí thuận lợi để phát triển kinh tế, là trung tâm kinh tế văn hóa 8 xã vùng cao của huyện Bát Sát, là cầu nối tuyến du lịch Sapa Y Tý Hà Nội, Hà Nội Lào Cai Y Tý, nhưng người dân nơi đây vẫn còn rất nhiều khó khăn trong việc phát triển kinh tế và hội nhập. Trước mắt chúng ta là những thửa ruộng bậc thang trồng lúa một vụ của bà con địa phương. Những cánh đồng bao la bát ngát này chỉ được sử dụng 3 tháng, còn lại là thời gian đất nghỉ, không trồng thêm cây gì. Để giải quyết những khó khăn trên, Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Mường Hung đã bắt tay vào thực hiện trồng và chăm sóc cây dược liệu cỏ ngọt với sự giúp đỡ từ chính quyền địa phương và hưởng ứng của bà con nhân dân. Những máy móc thiết bị đã được đưa vào sản xuất. Hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi bắt đầu triển khai cái xới đất để làm nông nghiệp. Đây là những bà con đi xem rất là thích thú. Chúng tôi đã sử dụng cái máy móc và thiết bị hiện đại hơn. Và bạt phủ ni lông chống cỏ giữ ẩm được đầu tư vào sản xuất. Trước mặt quý anh chị và các bạn là những hình ảnh bà con đang tập trung sửa lại luống để trồng cây cỏ ngọt, tiến hành đục lỗ bạt phủ bằng nhiệt. Các khâu kỹ thuật được chuẩn bị và thực hiện nhanh chóng. Đây là nguyên thùng, cái rổ này là có 13.500 cây. Và những cây giống được chọn lọc kỹ lưỡng trước khi đem trồng và loại trừ những cây giống yếu, ít rễ. Nhân lực được hướng dẫn chi tiết tận tình từ khâu trồng và chăm sóc. Sau 2 tháng ăn sương ăn gió, cây đã sinh trưởng rất tốt, phù hợp với thổ nhưỡng nơi đây. Và những chồi non đầu tiên của cây cỏ ngọt đã được mọc. Và đây là hình ảnh cây dược liệu được sử dụng trực tiếp cho chúng ta. Cây cỏ ngọt đã được trồng thành công và cho ra sản phẩm, đó là trà cỏ ngọt hữu cơ. Và cũng từ đây, những thửa ruộng bậc thang không còn được bỏ trống bởi thói quen canh tác của người dân địa phương. Loại dược liệu quý này sẽ làm thay đổi diện mạo ngành nông nghiệp của địa phương. Vậy thì tác dụng lợi ích kinh tế, xã hội, kỹ thuật trồng và thu hoạch như thế nào? Mời quý anh chị đón xem video tiếp theo của Hợp tác xã Nông nghiệp Công nghệ cao Mường Hung. Xin trân trọng cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi.
Xin chúc sức khỏe, hạnh phúc, an khang.